Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn quay lại với kênh Văn Phú Mobile, kênh mua bán điện thoại cũ, máy tính bảng cũ giá rẻ. Và hôm nay là ngày mùng 2 tháng 8 năm 2020 và bây giờ thì cũng là hơn 11 giờ tối rồi các bạn nhé. Và buổi tối ngày hôm nay thì bên mình lại về để ít mẫu sản phẩm điện thoại cũ giá rẻ thanh lý cho bạn. Thì các bạn nào chưa ưng sản phẩm nào bên mình có thể đăng ký kênh, bật chuông thông báo và mỗi tối mình sẽ ra clip thanh lý điện thoại cũ giá rẻ thì các bạn sẽ là người xem vừa chọn đầu tiên. Và để đáp ứng được nhu cầu cho các bạn ấy thì buổi tối ngày hôm nay thì bên mình lại về được sản phẩm là siêu phẩm là Samsung Note 8. Đấy. Note 8 thì giá cực kỳ là bình dân, chỉ từ với giá là hơn 3 triệu đến hơn 4 triệu đồng các bạn nhé. Hôm nay thì bên em lại về được là gì nhỉ? 1 này, 2 3 4 5 6 7 8 9 cây sản phẩm Samsung Note 8 nhá. Để em nói về cái hay đầu tiên sản phẩm Samsung Note 8 ấy. Thì các bạn Note 8 sẽ màn hình là đen tối thui như này. Ví dụ các bạn để không đen tối thui này, các bạn kích vào đây là sẽ sáng màn hình nhé. Kích vào đây, kích các bạn gõ một tay vào là sẽ sáng màn hình. Và ở đây nó sẽ lúc sáng màn hình nó sẽ hiện một cái ô vuông biểu tượng ở đây. Đó, các bạn chỉ gõ vào đây hai lần nó sẽ mở màn hình luôn nhé. Đấy, đấy, chỉ có những siêu phẩm mình mới có tính các tính năng nghe rất hay này nhé. Đấy, tại vì thứ nhất là cái Samsung Note 8 này từ lúc mà thời điểm nó mới ra ấy, nó gần 30 triệu cơ. Đâm là Samsung họ rất nhiều, nhồi nhiều cái tính năng vào sản phẩm Samsung Note 8 này. Cực kỳ là nhiều, nhồi cho cực kỳ là nhiều tính năng vào sản phẩm Samsung Note 8 này. Đấy. Thì mình sẽ cấu nói qua về cái cấu hình của nó ấy. Thì bộ nhớ trong của nó RAM con này là RAM 6GB nhá. Note 8 ấy thì lúc mà thời điểm Samsung ra thì nó là RAM 6GB, bộ nhớ trong là 64GB. Có loại sẽ phiên bản là RAM 6GB nhưng mà bộ nhớ trong 256GB và 128GB. Nhưng mà chủ yếu là toàn hầu như là RAM của nó là RAM bộ nhớ của nó là 64GB chủ yếu các bạn nhé. Nói chung 64GB các bạn dùng thì quá tuyệt vời luôn. Nó thật 64GB các bạn dùng thì không biết bao giờ cho nó hết cả. 32GB các bạn dùng đã ok rồi, chưa nói 64GB các bạn nhé. Đấy. Note 8 thì mình nói sơ qua qua. Thì là màn hình Samsung Note 8 thì là màn hình của nó là màn hình là 6 phẩy này. Đấy, màn hình của nó là 6,3 inch nhá. 6,3 inch đấy, tràn viền này, rất là đẹp. Hiển thị cái mức độ hiển thị hình ảnh của nó ấy là độ phân giải của nó là 2K nhá. Đấy, 1440 nhân 2960 pixel. Đâm là cho hình ảnh rất là ok. Chỉ những sản phẩm là siêu phẩm những ngày xưa của hai Samsung ấy thì mới nó sẽ ra hỗ trợ sản phẩm là Samsung là màn hình của nó là 2K nên là độ phân giải rất đẹp. Những sản phẩm đời mới bây giờ thì không có 2K đâu các bạn nhá. Đấy, pin của nó cũng là 3300, các bạn dùng rất là ok. Và gì nhỉ, pin của nó có và có sạc nhanh nhá. Đấy, rất là ok, tại vì nó có nút home hay lắm này. Các bạn gõ vào đây, sau các bạn kích vào đây, kích đây hai lần sẽ hiện màn hình ra. Này gõ đây lần liền, rất là tính năng rất nhiều hay. Về tính năng mở khóa của nó ấy, thì là màn hình mở khóa của nó nhá. Này, mở khóa của nó rất nhiều tính năng nhá. Mở khóa là nhận diện khuôn mặt này, mống mắt này, vân tay. Đấy, rất nhiều tính năng, 3 tính năng mở khóa. Và mình sẽ xem thử xem là video 4K cho bạn nhé. Đây, video 4K. Mình gọi là phim 4K đi. Để phim 4K cho các bạn này. Nói chung là các bạn xem phim 4K thì khỏi phải chê luôn. Màn hình độ phân giải là 2K. Các bạn xem phim 4K. Đây. Này, các bạn xem phim 4K thì khỏi phải chê luôn. Nghiêng mờ nhé, không có độ bóng mờ gì nhé. Mình công nhận là đến thời điểm như này những sản phẩm Samsung mà Note 8 Note 8 các sản phẩm Note của Samsung mình thấy công nhận thích cái màn hình nó quá đẹp luôn ạ. Màn hình nó đẹp cực luôn ạ. Đẹp kinh khủng người luôn. Mình xem các bạn xem nó nét lắm. Các bạn nghe nhạc cũng sướng nhá. Đấy. Mình sẽ nghe nhạc cho các bạn nhé. Đấy. Mình sẽ nghe nhạc duyên phận. Nghe nhạc vàng các bạn nghe thì đẹp loa cực kỳ là phê. Đấy. Màn hình nó đẹp ạ. Đây. Đấy, các bạn nghe nhạc vàng cực kỳ là tuyệt vời luôn. Đây. Nghe nhạc vàng cực kỳ là tuyệt vời nhé. Đấy. Nghe nhạc vàng cực kỳ vời. Note 8 thì nó có cái bút này. Hỗ trợ cái bút cực kỳ là sướng nhé. Này. Note 8 này có cái bút. Các bạn vẽ cái viết. Ví dụ nhà các bạn mà có cái em nhỏ mà ham học vậy, các bạn mua về cho các em nhỏ học này. Này, ký nó tạm nó có bút cực kỳ là hay, hoặc là các bạn lưu sách vở hay là nó có ứng dụng nhiều ứng dụng lắm. Đây này, ghi chú này, đây nó có một ghi chú đây, các bạn có thể là ghi chú vào này. Các bạn thêm ghi chú hay đây các bạn thêm ghi chú này, các bạn ghi chú cần những cái gì đấy,
này, trong này các kiểu, chữ mình thì không được xấu đâu. Đấy, nói chung là Note 8 thì có cái bút hỗ trợ, cái bút cực kỳ là hay nhá, đấy, rất là sướng ạ. Đấy, Note 8 thì rất nhiều tính năng. Đấy. Đấy, camera các bạn nhìn chưa, nét trong veo luôn này. Rất là đẹp này, camera trước sau cực kỳ là nét. Camera sau nó hai camera này, một đèn flash này. Chip của này là chip Exynos 8895 8x64 bit. Đấy, RAM 6 GB. RAM 6 GB thì bộ nhớ của nó 64 GB, các bạn dùng tuyệt vời luôn. Đấy. Android của nó bây giờ hiện tại thì là gì nhỉ? Android của nó thì là hiện tại nó là Android chạy đang gọi ăn 9 nhé. Đấy, Android 9 này. Phiên bản 1.0. Thời gian nữa sẽ được cập nhật đến Android 10, các bạn dùng tuyệt vời luôn nhé. Đấy. Và sản phẩm Samsung Note 8 bên mình ấy toàn là bản Hàn nhé. Toàn là bản Hàn hai SIM. Đây, máy Hàn này thì mình nhập nguyên chiếc ở bên Hàn về, nên là các bạn cứ yên tâm về không bị sửa chữa hay gì. Tại vì những sản phẩm của Việt Nam mình thì hay rất hay bị sửa chữa, hay bị đục phá. Việt Nam mình thì hay đục phá, hay tận dụng lắm. Nhưng bên hàng họ không thích dùng, họ thải lại luôn. Mà máy bên đấy họ rẻ lắm, không như máy Việt Nam mình. Nhưng mà thời điểm này thì máy cực kỳ là cao nhá. Nên là các bạn Samsung này thì giá vẫn là giữ giá lắm. Nhưng mà còn iPhone thì lên cực kỳ là cao. Các bạn này nên mua iPhone thì các bạn sẽ chọn thời điểm khác để mua iPhone. Tại vì thời dịch này thì mua iPhone hoặc là Samsung, nói chung là dòng máy gì cũng cao các bạn nhé. Đây, Note 8 này. Đấy, rất nhiều tính năng, rất nhiều tính năng hay nhé. Thời điểm là mấy chục triệu. Các bạn mà bây giờ mua các bạn này mà 4-5 triệu, các bạn đi bán đi không bao giờ lỗ nhé. Đấy, bán đi không bao giờ lỗ các bạn ạ. Đấy, các bạn mang đi bán nhé. Các bạn chỉ lỗ vài trăm nghìn thôi, rất là rẻ. Tại vì cái dòng này nó giữ giá lắm, tại vì cái màn hình nó đắt. Màn hình nó tận, các bạn đi thay mới nó tận 3.8 triệu cơ. Thì các bạn đừng có nên lăn tăn những sản phẩm bên mình cả. Nhiều cái con mình bán. Đây ạ. Đây, màn hình nó tận, màn hình nó tận đây các bạn, mình sẽ share các bạn này. Màn hình đây, màn hình người ta tận báo giá cho tận là đây. 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 Đấy. Đấy. Đấy, thay màn hình đây. Đây người ta, khách người ta hỏi trên trên trang của mấy fanpage thay màn hình đây. Thay màn hình Samsung Note 8 giá 3.8 triệu đấy. Đấy, thay màn hình của nó 3.8 triệu các bạn nhé. Đấy. Đấy, 3.8 triệu. Thì các bạn, những sản phẩm mình mà bán từ 3.5 triệu, 3.6 triệu, 3.7 triệu ấy, thì các bạn không nên lăn tăn gì cả. Đây. Đây, có khi các bạn thay cái màn hình 3.8 triệu còn đắt hơn cả cái máy mình bán cơ. Đấy. Thay màn hình này giá 3 triệu, Note 8 giá 3.8 triệu đây. Đấy. Đấy, những con máy, có những con máy này mình bán cho các bạn là 3.500.000 này. Con này này, có một con bị hơi bị ám chút này. Đây. Đây, con này thì mình bán cho các bạn là màn mình hơi bị không phải là ám mà bị hơi bị lưu ảnh một chút. Mình bán cho các bạn với giá là 3.500.000 đây, còn rẻ hơn cả giá thay màn hình cơ. Nên là các bạn cứ nhanh tay xuống tiền đi. Không bao giờ các bạn lỗi thời những sản phẩm Samsung Note 8 ấy đâu. Đấy. Giá màn hình thay tận 3.8 triệu cơ, nhiều chỗ còn thay tận 4 triệu cơ. Nên là các bạn cứ yên tâm những sản phẩm Samsung Note 8 ấy đi. Không phải lo nhé. Đấy, mình sẽ đây và mình sẽ báo giá và tình trạng từng con một cơ. Đấy, giá thì là hàng từ đợt này thì hơi bị khan, hàng thì lên cực kỳ là cao, nhưng mình vẫn sẽ cố gắng bán cho bạn những giá là rẻ nhất Việt Nam cho các bạn nhé. Mình khẳng định là rẻ nhất Việt Nam cho các bạn. Đây, con này là con số 1 ạ. Con Note 8 này. Số 1 này. Số 1 nhá. Thì mình sẽ trả tình trạng con này đẹp lắm. Đây ạ. Con này thì máy đẹp leng keng, đẹp trên 90% các bạn nhé. Đây ạ. Leng keng, con này đẹp trên 90% cơ. Đây. Máy đẹp leng keng, đẹp trên 90% mà. Leng keng, máy đẹp trên 90%. Đấy. Leng keng, máy đẹp trên 90%. Con này tình trạng là máy bị hơi bị lưu ảnh một chút nhé. Đấy, hơi bị lưu ảnh một chút, màn không ám. Chỉ hơi bị lưu ảnh một chút thôi. Bạn nào mà không thích nhăn thì màn ám các bạn có thể vào chế độ ban đêm này. Đấy, thế hết màn hình ám luôn nhé. Đây ạ, hết màn hình ám luôn. Đấy, mình sẽ xem bộ nhớ con này là bao nhiêu ghi nhé. RAM của nó thì RAM mặc định nó là 6 GB rồi. Bộ nhớ trong con này là 64 GB các bạn nhé. Đấy, 64 GB. Con này mình bán cho các bạn với giá là 3.500.000 nhá. 3.500.000. RAM 6 GB, bộ nhớ trong con này là 64 GB. Đấy, máy đẹp là trên 90%. Mình bán cho các bạn với giá
3.500.000, rẻ hơn cả là giá thay màn hình nhá. Tội gì các bạn phải đi thay màn hình cả các bạn. Hỏng máy các bạn thích sản phẩm Samsung Note 8 này, các bạn mua sản phẩm Samsung Note 8 luôn. Tội gì các bạn phải đi thay màn hình làm gì đâu. Chỉ có 3.500.000 thôi. Cực kỳ là rẻ. Con số 1 này 3.500.000 nhé. Đấy. Đấy, tội gì các bạn phải đi thay màn hình tận 4 triệu bạc làm gì đâu. Đi mua cái cả cái máy còn rẻ hơn cả cái màn. Tội gì các bạn. Đây, con này là con số 2. Con số 2 thì đẹp. Đây. Con số 2 này thì đẹp, chỉ bị màn chỉ bị chấm một tí đấy thôi các bạn nhé. Đấy, con này thì màn đẹp trắng bốp luôn này. Màn đẹp keng trắng bốp luôn, máy cũng đẹp luôn nhỉ. Máy con này đẹp, đẹp trên 90%. Đấy. Hôm nay mình vừa về con này đẹp thế các bạn ạ. Đấy. Đấy, con này thì mình bán cho các bạn với giá là 3.700.000 nhá. Màn hơi bị chấm một tí đấy các bạn nhá. Đây, như hạt gạo 3.700.000. Đấy. Con này thì là màn đẹp, màn không ám ố nhá. Con này thì màn đẹp không ám ố, chỉ bị chấm một tí đây thôi. Bên mình đang bán cho các bạn với giá là 3.700.000 nhá. Đấy. 3.700.000, chỉ bị hơi bị sức sức tí đấy thôi nhá. Kính nó chỉ bị hơi sức sức tí một đây thôi. Đấy. Rẻ hơn cả giá màn hình nhá. Tội gì các bạn phải đi thay màn hình làm gì nhá. Đấy, con Note 8 này mình của nó sắc là bộ nhớ của nó 64GB thôi, mình chưa xem bộ nhớ của nó. 256 mình cũng bán cho bạn giá đấy. Đây, con này là 64GB nhá. Màn chấm mực một tí đấy nhá, màn không ám ố nhá. Đây màn đẹp không ám ố á. Đấy. Đây, camera cực kỳ là sắc nét luôn. Đây, camera cực kỳ là sắc nét luôn. Đấy. Note 8 con số 2 này là 3.700.000 nhá. Đấy, giá rẻ hơn cả giá màn hình. Tội gì các bạn phải đi thay màn hình làm gì đâu. Này, Note số 3, số 2 này. 3.700.000 này. 700k. Con này màn đẹp không ám nhá, chỉ bị chấm tí màn hình nhá. Các bạn mua những sản phẩm mà bị chấm màn hình này được, nhưng mà các bạn đừng mua sản phẩm mà Note 8 bị chấm màn hình này xong bị vỡ kính làm gì nhá. Đấy, các bạn đi ép kính nó mới mất tiền triệu cơ. Nên là các bạn mình là khuyên các bạn chỉ các bạn chấm như này thôi. Nhưng mà các bạn đừng mua sản phẩm bị vỡ các kính nữa nhá. Vỡ các kính các bạn đi ép kính cực kỳ là đắt luôn ạ. Đây ạ. Và con này thì đẹp, màu hồn là đẹp trên 90%, con này con số 3 này. Đây đẹp trên 90%. Ở dưới mình thì đang mưa bão cực kỳ to à. Đây. Con này đẹp này. Đây. Đẹp lắm. Này. Đây ạ. Con này man cũng đẹp. Đây. Con này hầu màu gold nó hầu như là toàn 64GB tất các bạn nhé. Đây. Con này thì máy cũng đẹp là trên 90% nhé. Đấy. Đẹp keng luôn. Đấy. Màn cũng đẹp luôn đấy. Màn cũng đẹp keng cho các bạn luôn nhé. Đấy. Đấy. Con này thì mình đang bán cho các bạn với giá là 4.600.000 nhé. Đấy. Những con màn đẹp, Note 8 màn đẹp để trên thị trường đang bán toàn là 5.500.000 cơ. Từ 5 triệu đến 5.500.000 các bạn nhé. Nhưng con này bên mình đang bán cho bạn với giá là 4.600.000 nhé. Đây màu gold cực kỳ là đẹp đấy ạ. 4.600.000. Này, màu gold cực kỳ là đẹp nhé. Đấy, đẹp trên 90%. Bạn nào thích màu gold thì các bạn nhớ tay hàng mình sớm nhất nhá. Đấy, Note 8 bên mình đang bao cho bạn giá rẻ nhất Việt Nam nhé. Con số 3 này, màn đẹp keng. Bên mình đang bán cho bạn với giá là 4.600.000 nhé. Đấy, tội gì cũng mua đâu. Đấy. Giá màn đã 4 triệu đồng rồi. Thì các bạn thêm mấy trăm nữa các bạn được cả máy mới rồi. Con số 3 này 4.600.000 nhá, màu gold đẹp quá. Và con này con số 4 này, ui đẹp lắm. Con này thì đẹp. Ui giời. Con này thì đẹp hơn cả con gold các bạn nhá. Đấy. Con màu xanh đẹp hơn cả con gold luôn. Đẹp keng luôn này. Ui giời đẹp quá. Con này thì là 4.700.000 các bạn nhá. Mình xem bộ nhớ con này bao nhiêu ghi. Đấy, trên thị trường máy đẹp, máy hàn đẹp trên thị trường đang bán với giá là toàn là trên 5 triệu cơ. Từ 5 triệu đến 5.500.000 cơ. Đấy, các bạn cứ search giá, cứ check giá đi. Mình sẽ bao cho bạn với giá rẻ nhất Việt Nam nên bạn yên tâm nhá. Note 8 đấy ạ. Đấy, Note 8 con này thì là gì nhỉ? 4 triệu gì nhỉ? 4.700.000 nhá. Con màu xanh này còn đẹp hơn cả con màu gold này. 4.700.000 đấy ạ. Đấy. Đẹp quá. Này. Màn đẹp quen luôn này. Ui giời. Đẹp nha kia. Con này là con số 4. Đây, số 4 là 4.700.000 nhá. Số 4 này. 4.700.000. Đấy, 4.700.000 này. Và đây mình sẽ xem là con này con số 5.
Đây con số 5 màu đen nhé. Con này đẹp. Con này thì màn bị chấm tí rồi. Đấy, con này thì màn đẹp keng nhé. Đấy, con số 5 này màn đẹp keng này. Đấy. Số 5 màn đẹp keng. Con này xem mình sẽ xem bản bao nhiêu ghi nhé. Bản của nó RAM 6GB, bộ nhớ trong 64GB. Đây. Đấy. Đây. Màn sẽ bị chấm một tí mực đi các bạn ạ. Đây. Đấy, con số 5 này màn đẹp keng, không ám bố. Hình thức của máy rất là đẹp nhé. Đẹp cũng 90 trên 90% các bạn nhé. Đây, cũng đẹp. Ui giời. Màn đẹp không ám ố. Chỉ bị chấm một tí mực thôi các bạn nhé. À, bên mình đang bán cho các bạn với giá là 3 triệu 500k con này nhé. 3 triệu 500k này. Đấy. Giá rẻ luôn. Báo rẻ nhất Việt Nam cho các bạn nhé. Đấy, 3 triệu 500k. Nguồn màu đen bóng đấy nhé. Số 5 nhé. Số 5 này 3 triệu này. Đấy. Rẻ hơn cả giá các bạn thay màn hình nhé. Tội gì các bạn phải đi thay màn hình làm gì đâu. Các bạn cứ mua máy cho mình. Đấy. Đây. Và con này là con gì nhỉ? Con này là con số 6 này. Màu gold cũng đẹp ạ. Con màu gold này cũng đẹp luôn. Màn cũng đẹp luôn nhé. Màu gold con này màn cũng đẹp luôn này. Đấy. Con này thì nó màu gold chỉ có 64GB nhé. Đấy. Vỏ cũng đẹp luôn này. Con này thì bên mình đang bán cho bạn với giá là 4 triệu nhưng không đẹp bằng con này. Con này thì đẹp hơn này. Con này thì đẹp hơn. Đấy, đẹp hơn. Con này thì bên mình đang bán cho bạn với giá là 4 triệu 500k nhá. Đây con lót 8 này. Con này là con số 6 này. 4 triệu 500k này. Đấy, toàn máy đẹp keng cho các bạn luôn nhá. 4 triệu 500k con số 6 này nhá. Số 6 này. 4 triệu 500k này. Đấy. Con số 6 này 4 triệu 500k nhá. Đấy. Lót 8 thì các bạn bấm thích lắm. Đấy. Các bạn có thể đăng ký kênh của mình nhé. Đây ạ. Thì các bạn có thể là vào đây, vào YouTube này. Các bạn gõ kênh là Triệu Phú TV này. Đấy. Đấy. Phú này. Đây Triệu Phú TV này. Đấy, các bạn click vào đăng ký kênh này. Đấy. Đây nó có mục mà click vào đăng ký đấy ạ. Đấy, các bạn đăng ký kênh của mình. Xong các bạn có tài khoản các bạn đăng ký kênh của mình xong bật chuông thông báo lên thì mỗi tối mình sẽ ra clip cũ thanh lý cũ ra rẻ thì các bạn sẽ là người xem và lựa chọn đầu tiên nhé, nên là các bạn yên tâm nhé. Đấy. Đấy, con số 6 là 4 triệu 500k cho các bạn nhá. Ui con này đẹp lắm này. Đẹp kinh người luôn này. Ui con màu xám này đẹp này. Đây, màn cũng đẹp luôn nhá. Ui giời màn đẹp. Đây. Con này thì bên mình đang bán các bạn với giá là 4 triệu 600k nhé. Mình xem như con màu xám này. Màu xám này như toàn 64GB các bạn nhé. Đấy màu xám này. Đây màu xám đẹp keng này ạ. Bên mình đang bán các bạn với giá là 4 triệu 600k nó 8 nhá. Đấy, toàn máy đẹp màn đẹp nhé. 4 triệu 600k. Thời điểm này các bạn nên mua điện thoại đi. Thời gian nữa các bạn dịch các bạn không mua điện thoại thì theo lời khuyên của mình ấy thì các bạn có thể nên mua hàng online không ấy. Thì nhiều bạn có hỏi mình thì các bạn nên đi mua hàng online. Thì vì người ta bán hàng online thì các bạn có thể là thứ nhất là hàng online thì là rẻ nhất thị trường các bạn. Qua shop mình mà cảm thấy giá bên mình ok các bạn nhấc máy lên liên hệ trực tiếp qua số thoại mình nhé để đặt hàng. Và đây địa chỉ cửa hàng của mình, các bạn nào gần có thể là phi trực tiếp qua địa chỉ cửa hàng của mình để mua bán nhé. Đấy, gần có thể qua trực tiếp cửa hàng của mình. Còn ở xa, quanh Hà Nội thì mình có ship cho các bạn là trong ngày luôn nhé. Con này là con số 7 này. 4 triệu này. 4 triệu 600k. 4 triệu 600k. Đấy. Ở xa thì bên mình có ship, thì hình thức ở xa thì bên mình thì các bạn phải cọc cho mình trước nhé. Xong thì mình các bạn sẽ nhận hàng kiểm tra thanh toán đấy. Cái mua hàng online các bạn mùa dịch này các bạn nên đi mua hàng online. Các bạn ngồi ở nhà có người vác điện thoại cho các bạn nhận hàng kiểm tra hàng rồi thanh toán với bưu điện rất là đơn giản, rất giản. Thì theo lời khuyên của mình thì các bạn nên đi mua hàng online. Tại vì các bạn mua hàng online thì các bạn là người rất thông minh và người rất là giỏi về công nghệ thì các bạn có thể sang shop mình các bạn tham khảo giá, thích máy bên mình các bạn nhấc máy lên điện cho mình.
hoặc các bạn không thích máy bên mình, các bạn có thể là tham khảo giá sang bên shop khác rẻ hơn, các bạn có thể là mua cũng được đấy, tùy các bạn. Thì theo cái thời điểm này các bạn nên dịch mua. Và thứ hai, các bạn mua hàng online thì các bạn có kiểm tra hàng hay không, các bạn nhiều bạn có hỏi bên mình là có được kiểm tra hàng không, thì bên mình thì lúc nào ưu tiên cho bạn là được kiểm tra hàng nhá. Ví dụ chẳng may mình gửi đi cho các bạn, ừ thì ok các bạn, mình gửi các bạn là sản phẩm Samsung Note 8, nhưng mà đi vào các bưu cục đấy, chẳng may bưu cục nào đấy họ tham, họ luôn viên gạch vào. Các bạn mà tin tưởng bên mình quá, các bạn mà nhận máy, các bạn không bóc kiểm tra, các bạn nhận máy các bạn về thanh toán, bên trong đấy là hòn gạch, thì lúc đấy thì các bạn trách ai đấy, thì cực kỳ là khó. Thì tất cả mua sản phẩm bên mình từ kể cả 100.000 đến 10 triệu đồng, các bạn cứ kiểm tra hàng tất cho mình nhá. Đấy, ôi con này cũng đẹp này, ôi trời đẹp quá đây, ôi, con này quá này. Đây. Đây, con này màu xám cũng đẹp keng nhá. Đây, màn thì gọi hơi bị ám xíu thôi. Đấy, màn thì hơi ám xíu một xíu thôi. Con này thì bên mình đang bán cho bạn với giá là 4.200.000 nhá. 4.200.000. Đấy, con này gọi là màn gọi hơi ám xíu một tí thôi nhá. 4.200.000 nhá. Đấy. 4.200.000. Thời điểm này thì các bạn xuống tiền mua thì rất là sướng ạ. Rất là ok ạ. À. Đây. Con này là con số này, 8 này. 4.200.000 nhá. Con này thì hơi màn hơi bị ám một xíu thôi nhá. Đây, và con này cũng đẹp. Đấy. Đây. Con này thì hình thức cũng 90/90% đi ạ. Gọi là màn con này thì cũng hơi bị ám xíu một xíu thôi, như kiểu con ám như kiểu con này. Bên mình đang bán cho bạn với giá là 4.200.000 nhá. Đấy, có hai con 4.200.000. Rất là rẻ. Đấy, các bạn thay cả cái màn 4 triệu rồi, 3.8-4 triệu rồi. Các bạn thêm tiền, các bạn mua những sản phẩm này về dùng một sướng hơn. Là thay màn hình cả, mà máy zin nguyên bản. Máy Hàn hay sim hay sóng dùng rất là sướng ạ. Tại vì bên Hàn Quốc họ không sửa như ở Việt Nam mình. Việt Nam mình sửa tút lum tút loe ra. Số 9 này. 9 này 4.200.000 nhá. Đấy, bạn nào thích sản phẩm Samsung Note 8 này, các bạn nên tay hàng mình sớm nhất. Tất cả bên mình thì sẽ báo giá trực tiếp rồi. Thì các bạn ưng sản phẩm nào mình còn nhấc máy lên liên hệ trực tiếp qua số điện thoại mình để đặt hàng nhá. Đấy, rất là đơn giản, rất là dễ, cực kỳ là dễ. Đấy, và chuyển qua sản phẩm khác là con 7 Plus này. Hôm nay thì con này thì bên em lại về được con 7 Plus nhá. iPhone 7 Plus ạ. 7 Plus, con này là bản Mỹ 32GB nhá. iPhone dạo này thì thời điểm lên này rất là cao. Thì theo cái lời khuyên của mình ý, thì các bạn nên là hạn chế mua sản phẩm iPhone bây giờ nhá. iPhone X bây giờ toàn là các bạn đi mua 10 triệu đến 11 triệu cơ. Các bạn bây giờ đi mua phải mua 11 triệu cơ. Đấy, iPhone X bây giờ lên cookie là cao, iPhone 5, 6, 7. Nói chung là đời thấp không nói, nhưng mà 6, 7, 8, 9, 10 lên cực kỳ là cao. Thì theo lời khuyên của mình, các bạn hạn chế đi mua sản phẩm iPhone bây giờ nhé. Đây, iPhone 7 Plus 32GB, bản Mỹ 32GB nhé. Đấy, pin con này thì là còn 85%. Này, pin con này 85%. Pin dùng rất sướng, pin zin dùng rất là sướng nhé. Đấy, đây, iPhone màu hồng, 7 Plus màu hồng này. Thời điểm này lên cực kỳ là cao. Đây. Con này thì hình thức thì vỏ thì có phải một tí thôi. Đây. Vỏ thì có hơi phải một tí đây thôi. Đấy. Máy đẹp nhá, vỏ con này đẹp. Đây, vỏ con này cũng khá là đẹp. Máy zin nguyên bản nhá, con này thì main zin màn zin nhá. Pin 85% nhá. Đây. Vỏ thì có hơi phải tí đây thôi ạ. Đấy, 7 Plus đấy ạ. Đấy, thời điểm này cực kỳ là cao. Con này thì mình sẽ để cho các bạn với giá là 5.300.000 nhá. 5.300.000 iPhone 7 Plus 32GB đi ạ. Đấy. iPhone 7 Plus màu hồng 32GB. Bên mình đang bán cho bạn với giá 5.300.000. Máy thì bị hơi bị phẩy một tí thôi. Đấy, mua hàng online thì các bạn lợi rất nhiều, giá cực kỳ là các shop thì bán hàng online ấy, họ hay cạnh tranh nhau ấy. Đến như mình mua quần áo đây, mình phải cũng phải đi mua online, tại vì mua online nó rẻ lắm. Tự nhiên hôm trước mình đi hỏi cái áo sơ mi ấy, sơ mi trắng ấy, thì mình qua mấy cái OEM thời gian công sở không siếc gì đấy, toàn 500-600.000. Mà mặc thứ nhất là mình qua mình mặc thử, thì thứ nhất là rộng thùng là thùng lồng ấy, như kiểu là áo thùng áo chợ, chán lắm. Không biết là họ bán thương hiệu hay là họ bán cái gì, nhưng mình thử vào người. Cái áo 560.000, hôm đấy mình xem cái áo 560.000, mình qua cửa hiệu Owen Towing ở chỗ Hà Nội.
tận 560.000 mình mặc vào dài đúng như cái váy các bạn ạ. Mà mình qua mình bắt đầu mình về Facebook, mình search Facebook, mình search YouTube, mình xem cái áo sơ mi trên mạng, mình qua đấy mình mua có 120.000 thôi. Mà thứ nhất là mặc vừa vặn, đẹp hơn cả cái áo 560.000 cả. Rẻ lắm, tội gì các bạn. Cứ nên mua hàng online cho mình, mua hàng online mình cực kỳ là rẻ nhá. 5 triệu 300k sản phẩm iPhone 7 Plus đấy nhá. Đấy. Mình đây mình cũng đi mua hàng online rồi. Tại vì mua hàng online rẻ hơn là đi ra cửa hiệu mua hàng nhé. Áo sơ mi mình 560.000, mình mua cái áo sơ mi kia có 500 à 120.000. Mình làm luôn 4 cái mặc vừa sang vừa chảnh vừa đẹp cả. Đấy. iPhone 7 Plus là 5 triệu này. 300k. Đấy. Đây, hai con A8 2018 này. A8 2018 hôm nay mình vừa mới về được hai con này. Đấy, A8 2018 đấy. Đấy, A8 2018. RAM con A8 2018 này là RAM 4GB nhé. Nói chung là RAM 4GB các bạn chạy cực kỳ là tuyệt vời. Đây. Hình thức là máy đẹp 90%, trên 90% nhé. A8 2018 đấy ạ. Hai con này bên mình đang bán loại giá là 2 triệu 500k nhá. Sản phẩm Samsung A8 2018 đấy ạ. 2 triệu 500k A8 2018 đấy ạ. Đây, A8 2018 các bạn cũng đã rõ nhá. Nhà mình hôm nay vừa về được hai con màu đen nhá, đẹp bóng nhá. 2 triệu 500k một con nhá. Màn đẹp không ám ố các bạn nhá. Đây, đây màn đẹp, hai con này màn đẹp hết nhá. A8 2018 đấy, 2 triệu 500k một con nhá. Đấy, rất là nhiều máy thì rẻ ấy. Đây ạ. Và con đây là con iPhone à gì nhỉ? Sorry các bạn. Thì con này là con gì nhỉ? À, các bạn là con này là Oppo A37 ạ. RAM 2GB, bộ nhớ trong con này là 16GB. Màn con này thì khách cũng đã dùng một thời gian là màn hơi bị già một chút ấy. Màn thì hơi bị màn hình thì nó dùng kiểu khách dùng nó hơi bị ám già một chút nhé. Đấy, ám già một chút, hình thức của máy con này đẹp. Con này đẹp 90% luôn ạ. Đấy, màn thì hơi bị ám già một chút ấy. Con này thanh lý giá lợn chết cho các bạn với giá là 800k nhé. 800k con Oppo A37 đấy ạ. RAM 2GB, bộ nhớ trong 16GB, hình thức máy đẹp 90% đấy ạ. Mà con này thì khách dùng nó hơi bị ám già một chút nhé. Đấy, các bạn ám già một chút này. Đấy. Bên mình đang bạn thanh lý giá lợn chết là 800k nhé. Đấy, lợn chết bây giờ cũng đắt. Đấy, và buổi tối ngày hôm nay thì bên em lại về ít mẫu sản phẩm điện thoại cũ giá rẻ thanh lý cho bạn. Thì các bạn nào ưng sản phẩm bên mình bạn thấy nhanh tí lắc máy lên liên hệ trực tiếp qua số mình đặt hàng, và đây là địa chỉ cửa hàng mình. Các bạn nào gần có thể trực tiếp qua địa chỉ cửa hàng mình, và ở xa bên mình thì có ship. Và tất cả sản phẩm bên mình thì lỗi được một tuần và bảo hành là 6 tháng. Mình bán cách đây về đến nó tháng một tháng nay rồi, mình bán lót 8 mà mình chưa phải bảo hành con nào, nên là các bạn cứ yên tâm về sử dụng lót 8 thì nó bền quá là bền luôn, dùng sướng lắm. Và bây giờ thì cũng muộn rồi, và xin chúc các bạn đang xem video mình buổi tối ngủ ngon, và cuộc sống thì luôn luôn tràn đầy niềm vui và hạnh phúc nhá. Và xin chào và hẹn lại vào clip tối ngày mai ạ.